50. Buổi cuối cùng của trên thuyền du thuyền. Buffet ván dưới tanh. Không có gì ăn hết sao nó vắng dữ vậy ta. Wow, sao mà nó vắng dữ ha, vắng đến nỗi mà sợ luôn á. Người ta ăn hết rồi ngán quá, tại vì đi du thuyền được 4 ngày á. Ôi mà trái cây thì còn một đống. Rau cải không à, chẳng có gì đặc biệt hết. That's why nên bây giờ nó ngán. Nó tới nhà hàng nó ăn không à. Ồ, oh, nó có mì nè mọi người, cái củ mì này thấy không? Thịt không à, thịt thà không à, ngán thấy bà. Sắp sửa nó dẹp rồi. Cái này là súp gì đó không biết nữa. Gì đó? Súp gì đây? Trên du thuyền bữa cuối cùng. Hey, thank you. All right, man. See you tomorrow. Tomorrow, maybe breakfast. And then I get up around 7:30. Miami, yeah, I stay today, Saturday, and then I fly back to California. Yeah, man. All right, man. All right, enjoy. Chỗ này làm cà phê của nó nè. Cà phê với nước. Mình ăn ở trên này bây giờ mấy cả hàng service nó biết mặt luôn. 4 ngày lên trên trong biển rồi mình xuống hòn đảo. Có gì đặc biệt đó mọi người ơi, buffet trên thuyền á, hồi xưa đó, trước Covid đó, nó có tôm hùm rồi mình ăn. Giờ nó có bình thường không à. Mấy món này á, ăn một hai bữa thì chứ ăn sau này ăn nhiều lần nó ngán lắm. Cái này á, fish, cái chiên giòn cũng được nè, cái này ăn uống bia. Em lên cái kia uống bia đã lắm nè. Ồ, nó có cơm chiên, nó có đồ xào, có tàu nữa ta. Ồ, đồ xào nữa nè. Công nhận thịt rồi nó đầy á. Giờ ăn đi này cả tuần rồi, bây giờ về á thèm tô phở à. Ice cream. Mở cái ice cream luôn. Rồi bên này đóng cửa rồi. Này bánh ngọt không ạ? Nó làm cái gì á? Yes. Okay. And? Yeah. How many servings? Can I have two? Deep chocolate. Deep chocolate, yo. Ăn ngọt mà ăn còn ăn cái đó nữa, chắc tiêu đời luôn quá.
ngọt mà nó còn chơi chất lịch. Ồ, cái này ngon lắm mọi người. Ồ, nó có shrimp cocktail. Phải không? Đúng rồi. Shrimp cocktail nè. Và cuối cùng là được shrimp cocktail. Bên này nó có gì? Oh, wow, bên này nó có những món cũng ok, đỡ ngán. Đây mọi người, ở ngoài nó ngồi đang á, ở ngoài tối đó là biển á. Bên này là cái gì đây, để coi đi coi. Chicken. Đó, để thôi. Rồi ra ngoài mình qua ngoài biển thì có cái gì nha. Để ta ăn nè. Đó. Đâu có thấy cái gì đâu. Mọi người đâu có thấy gì đâu, ngoài biển mà không thấy gì hết à. Mình đi một vòng ở trong này cho mọi người, cái đó người ta ăn cho mọi người coi. Thuyền này chắc cũng 13 tầng mọi người. Thuyền này 13 tầng nha. Tầng này là tầng thứ 11. Để mà ăn. Thank you.
đó, buổi tối của mình đó. Ăn chanh vô. Nó mùi sim cốc thao. Cái này để ăn uống rượu á. Ok, 20 nha.